chuyện gì đã xảy ra? Ngon quá! Chương trình Thiên Đường Ẩm Thực mùa thứ 3 đã quay trở lại với chàng người chơi đông đảo, chơi đầy lội hơn. Một sự hỗn loạn đã xảy ra trong chương trình. Chúng tôi không tin được đây là nghệ sĩ. Anh nhiệt tình hơn và cõi lòng cũng tàn nát hơn. Đổ tay heo rồi riêng chỉ nó bụng quá nhiều dẫn đến sự rạn vỡ trong tâm hồn của em thôi. Đặc biệt là sự trở lại của những tên tuổi thành danh từ Thiên Đường Ẩm Thực: Thánh Bao, Quỳnh Anh Xin, Nữ Hoàng Chi Phối, Nam Em, Nghệ Sĩ Một Câu, Lê Giang. Mọi người lắng đi, cứ để bọn này dòm miên, tức là nhục nhã quá trời. Này bờ môi này, đôi tay này sẽ khiến người chơi chao đảo thế nào? Thắng làm vua, thua nhìn miệng. Thôi em ăn vui. Em không phải đặc sản. Cua đồng mà hấp nấu với hấp trứng. Ồ kìa, cái chén mắm nêm. Nếu không nếm nó bỏ thì ai nếm? Hồi nhỏ hình như thường mới đưa đi học mà nữa. Ở Việt Nam mình có rất nhiều, nhưng nước Lào không hề có. Là cái gì? Không có biển. Trời ăn hạnh phúc mà nó khóc luôn kìa. Đón xem Thiên Đường Ẩm Thực mùa 3 phát sóng vào lúc 20:30 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 9 tháng 8 năm 2017.